Hướng dẫn bốc lại bát hương táo quân cuối năm đúng và đầy đủ nhất tại Phong thủy Gia Cát. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh chia sẻ thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và tâm linh hàng đầu Việt Nam. Được sự tư vấn trực tiếp từ thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ gửi đến quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương táo quân cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Hầu hết ai trong chúng ta cũng biết, tục lệ lập bàn thờ táo quân trở thành một phong tục đẹp của người dân Việt Nam. Nó xuất phát từ câu chuyện của người vợ cùng với hai người chồng của mình. Sau khi họ mất, cảm động trước tình cảm họ dành cho nhau, Ngọc Hoàng đã cho họ làm thần linh, cai quản khu vực nhà cửa, bếp núc. Từ sau sự tích ấy, các gia đình thường đặt bàn thờ táo quân tại khu vực bếp. Phía tủ bếp có bàn thờ ông táo. Đây cũng được xem là phong tục truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam, đặc biệt là vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm được lấy làm ngày Tết ông công ông táo. Vào ngày này thì các gia đình cúng ông công ông táo về trời. Cá chép được xem là lễ vật cúng không thể nào thiếu và nó là con vật được ông táo cưỡi về chầu trời. Vậy nên việc lập bàn thờ ông táo là phong tục hết sức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Cuối năm thì chúng ta cũng cần phải bao sái, tẩy uế, lau dọn bàn thờ và đặc biệt là việc tỉa chân nhang và bốc lại bát hương táo quân như thế nào cho đúng. Đây là điều mà bất kỳ ai cũng phải quan tâm. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị một cách rất chi tiết. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Để chuẩn bị cho việc bốc bát hương thần linh, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Cốt thất bảo phải là cốt thất bảo chuẩn, gạo vàng thần tài cho nếp, ngũ vị hương, trầm, bật lửa, rượu trắng, hương hoa, trà, đồ lễ và cụ thể như sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm canh, xôi 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, 1 bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương trung lệnh trung hiệu nếu có, chậu sạch khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh, gia tiên thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt đối với đất trời. Không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh. Cho nên, mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy, mã não tượng trưng cho hạnh phúc tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, hạnh phúc và tốt lành. Ngoài ra, trong gói thất bảo của Phong thủy Gia Cát còn có thêm một chỉ ngũ sắc. Theo sự tư vấn của thầy Gia Cát, sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết,
Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán Đông đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người, được gia đình thờ cúng và đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường bởi vì sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6. Trầm song. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt, vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí khi vào nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng lượng, vì vậy mà thắc khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: Phụng thờ Định Phúc Táo Quân Chư Thần Vị. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa và hương. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới có linh ứng, ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm theo trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn, có kèm theo hai tờ di hiệu và giấy trang kim, cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai, như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó, gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu, từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương, khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng tầm một nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm xông lên bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên trên ban thờ và cắm hương. Sau khi bốc xong bát hương thổ công, ta tiến hành dâng bát hương táo quân lên ban thờ. Tùy theo cách sắp xếp và ban thờ mà ta đặt bát hương táo quân ở vị trí hợp lý theo bố cục phong thủy. Sau khi an vị bát hương, ta tiến hành thắp hương. Ta cắm 5 que hương theo thứ tự như sau. 1 que ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái. Như đồ hình trên màn hình, quý vị hãy chụp lại để tránh bị nhầm lẫn. Sau khi thắp hương xong, ta tiến hành đọc khấn theo bài văn khấn mà phong thủy Gia Cát gửi kèm quý vị trong bộ bốc bát hương. Khấn xong, chờ hương cháy hết hóa vàng mã, hạ đồ lễ là xong. Thưa quý vị, như vậy là phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn quý vị xong cách bốc lại bát hương táo quân ông công cuối năm. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay thì quý vị đã hoàn toàn có thể tự làm được mà không cần phải nhờ đến thầy, gây tốn kém và mất chi phí nhiều. Trong quá trình bốc lại bát hương, nếu như mà quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào thì hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Quý vị hãy để lại ý kiến của mình trong ô bình luận ở phía dưới để chương trình của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn, mang lại nhiều giá trị bổ ích cho quý vị. Năm cũ cũng sắp hết và chuẩn bị đón năm mới. Thầy Gia Cát cùng với chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy, chúc quý vị sẽ có một năm thật nhiều may mắn và bình an. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.